Thì theo mình thấy là có cho về hay là không cho về cũng toàn quyền quyết định của bọn Anh Quốc và của nhà nước Việt Nam. Bây giờ đưa một cái thi hài về, một cái xác về mất rất là nhiều tiền, mười mấy ngàn. Đó. Mỗi một cái nó đưa lên máy bay đâu có phải như người mình bình thường cầm passport đi lên ngồi trên ghế xong rồi nằm ngủ xong rồi đi xuống đâu. Cái này người ta phải chuẩn bị một cái ngăn đá rồi từ ở ngoài ở nhà xác đưa ra sân bay rồi này cũng phải thu xếp những cái lạnh nhà lạnh riêng đặc biệt rồi lên trên máy bay này lại phải sắp xếp cái phòng riêng đặc biệt cho cái xác chết đó. Đâu có phải đơn giản đưa một cái xác về đâu, tiền ở đâu ra. Đó. Bây giờ mấy cái người mà có con đấy chỉ có kiện chúng nó là bây giờ chúng nó làm những cái chuyện đấy do rồi á mình nghe thấy mấy người nói ôi trời ơi Anh Quốc nó cái gì nó nhân đạo lắm, nhân đạo cái tổ sư bố nhà nó nhân đạo. Nếu mà nhân đạo, nếu mà nó không cái an ninh của nó chắc chắn thì nó đâu có những cái chuyện đấy xảy ra. Tại sao người ta không đi sang Úc? Đó. Sang Úc đấy. Tại sao không đi vào trong Mỹ á? Đi cái kiểu đó đi vào trong Mỹ đó. Tại sao? Tại vì Mỹ hay là Úc hay là những cái nước khác cái an ninh của nó không có đơn giản như vậy, không có dễ dàng để vào như vậy. Nếu bọn bọn Anh Quốc là cái bọn khốn nạn. Chúng nó nhập những cái người nô lệ đi vào trong đấy bằng cái con đường đó. Nó làm giàu cho cái đất nước đó. Bây giờ con đi vào trồng cần sa. Cái bọn làm ăn buôn bán bất chính đó. Chúng nó có tiền rồi nó lại tiêu dùng ở cái đất nước đó. Đúng không? Cho nên cái chính quyền ấy nó mắt nhắm mắt mở, nó thu nhập nô lệ vào trong đó cho những cái bọn thương gia. Còn khen nó là nhân đạo mới lại tình người mới lại nghe lộn hết cả tiết. Mình nghe mình bực hết cả người. Mẹ cái ngu. Nhân đạo ở chỗ nào? Đâu cái này đâu có phải lần đầu tiên xảy ra cái chuyện này đâu, nó xảy ra hàng hàng ba chục năm nay nó đã có từng có hàng, hàng mấy chục người chết rồi, đâu có phải lần đầu tiên đâu, nó mấy chục người chết rồi mà nó không có ngăn cản, nó không có theo dõi, nó không có chặn đứng cái đường đấy đi, chẳng qua là nó nhập cái lô lệ rẻ tiền vào trong cái đất nước nó để làm giàu cho đất nước nó thôi, biết chưa? Bây giờ những cái hãng chẳng hạn như buôn bán làm ăn nhỏ nhỏ bây giờ nó không đủ tiền để nó trả lương cho những cái người ở cái đất nước nó đó mà cái đất nước nó lại không chịu làm những cái việc đó thì bây giờ nó dùng cái cách đó thì nó sẽ không phải bảo đảm cho bất cứ một cái công nhân nào hết. Bây giờ nó nhận một công nhân bình thường vào nó phải bảo hiểm đủ các thứ. Bây giờ một cái người trốn như thế nó cứ để cho tự nhiên tình người cái mà bố chúng nó mẹ ngu toàn những người nói chuyện ngu như bò mình nghe mình bức xúc. Tình người ở cái chỗ nào hả? Nó ra nó cúi đầu rồi ôi thương tiếc ba mươi mấy người mà cụ chúng nó tại sao chúng nó để cho người ta đi vào một cách dễ dàng như vậy, nó là nó muốn lấy nô lệ hiểu chưa? Đừng có há mồm ra nói cái câu nhân đạo cái tổ sư cụ nha. Hôm nay bực mình đó. Nghe mấy cái người nói cái bọn Anh Quốc mới lại cái gì nhân đạo á, mình nghe mình bực mình. Nhân đạo chỗ nào? Đây cái đâu có phải lần đầu tiên nó xảy ra cái chuyện này đâu, nó xảy ra đã mấy chục năm về trước nó đã xảy ra một vụ 70 người chết. Chết ngạt trong cái thùng đấy rồi. Đâu có phải lần đầu tiên xảy ra đâu. Chẳng qua là chưa bao giờ xảy ra cho người Việt Nam. Cho nên là người Việt Nam mới cảm thấy như vậy thôi. Nếu như mà nó không cái an ninh của nó mắt nhắm mắt mở để nó thu nhập cái bọn bọn người công nhân rẻ mạt vào trong cái đất nước của nó để làm giàu cho đất nước của nó. Còn nói nó nhân đạo có cái chuyện gì xảy ra nó đứng nó cúi đầu với rồi ôi đi ra rồi này kia các thứ
Thực tế nếu mà nó nghĩ đến những cái chuyện đấy, nó ngăn chặn ngay từ đầu, từ trứng nước rồi, đúng không? Nó đâu có để cho người ta vào trong Anh Quốc một cách dễ dàng như vậy đâu. Hẽ người nào nói chúng nó nhân đạo á là ngu dốt. Nhân đạo cái gì ở cái lũ chúng nó? Để chúng nó chỉ khoác cái áo thôi, còn thực sự cái khoác cái áo nhân đạo, còn thực sự chúng nó khốn nạn lắm. Mọi người thấy thấy đúng không? Mấy chục năm về trước đã từng có mấy chục người, gần 100 người chết ở trong cái container đó đó. Đâu phải lần đầu tiên đâu. Nó cũng không để ý đến nữa, nó cứ thế, nó để cho người ta bám trèo lên xe một cách ngon lành nữa. Như thế mà trong khi đó mình xem có mấy người đi điều tra, mấy cái nhà báo đi điều tra những cái đường dây đó, đó. Không có một cảnh sát nào ở đó hết. Đó. Trèo lên xe, lên cái container đấy nó một cách dễ dàng mà trong cái bóng đêm không có một cảnh sát nào ở đấy hết. Mà cái người nhà báo đấy người ta quay được lại hết cái cảnh mà trèo lên cái thùng thùng xe đấy để trốn. Tại sao vậy? Nếu chúng nó nhân đạo thì đã không có những cái chuyện đấy xảy ra, nó đã ngăn chặn ngay từ đầu rồi. Tại sao nó không để không không có an ninh của nó không giữ cho nó an toàn, hay là không cho những cái người kia bám càng đi vào như thế đi? Nó để một cách đi vào như đi chợ, cứ trèo lên xe xong có đường dây, có thằng này thằng kia buôn bán người một cách như thế. Bây giờ chuyện nó tuyết tòe ra ra xong bắt đầu ra vẻ ta đây nhân đạo mà cụ chúng nó. Mọi người thấy thấy có đúng không? Nhân đạo ở chỗ nào? Ai chỉ ra cho mình cái nhân đạo của cái bọn Anh Quốc xem nào? Tại sao những cái người đó không đi sang Úc? Sang Úc đây, sang Úc này sướng, sướng hơn cả Mỹ nữa. Nói cho mọi người biết. Sang đi, xong sang đây đi. Tại không sang được, cái an ninh của nó không có dễ như thế, đúng không? Nói mấy người này còn mình lại còn nghe ở bên này á, Việt Kiều nó giúp đỡ rồi này kia các thứ, giúp đỡ mà bố nó giúp đỡ là gì? Giúp đỡ là người ta trả lương bao nhiêu đấy, ở cái đất đấy trả lương bao nhiêu thì phải trả cho cái người đấy bấy nhiêu, và phải làm đúng theo như cái quy luật của cái đất nước đó thì mới gọi là giúp đỡ. Còn đây giúp đỡ cái gì mà giúp đỡ? Bây giờ ví dụ lương 10 đồng nó trả cho có 5 đồng, 4 đồng, 3 đồng. Cái đấy là bóc lột chứ ở đâu mà giúp đỡ. Bây giờ nó thuê một cái người làm của cái đất nước đấy, nó phải trả đủ các thứ bảo hiểm người này kia các thứ cho cái công việc của ở trong cái hãng xưởng đó. Rồi nó phải mua bảo hiểm, rồi nó phải trả tiền hưu. Nó trả tiền này tiền kia cho cái người người công nhân đó, cho nên chúng nó không muốn, những cái thằng chủ nó không muốn trả cho những cái người đó, cho nên nó mới nhận những cái người bất hợp pháp vào đây ở Úc này. Ví dụ một người đi làm chui, làm lậu, ở lậu mà đi vào cái hãng xưởng nào làm mà bị chính quyền ở đây nó bắt được á, di trú nó bắt được á, nó không phải là nó phạt cái người mà làm lậu đâu, nó phạt chủ, nó phạt rất là nặng. Cho nên những cái người người mà người ta nhận đấy, người ta cũng rất là phải cẩn thận, đúng không? Nhân đạo chỗ nào, tử tế chỗ nào, Việt kiều tử tế chỗ nào, giúp đỡ chỗ nào, nói ra xem nào. Bố bọn chó ngu sang mấy chục năm rồi mà thằng nào cũng ngu ấy. Nói toàn tuyên truyền cái tầm bậy tầm bạ. Nhân đạo chỗ nào? Nó nhân đạo á, nó tử tế thì nó đã không có những cái chuyện đấy xảy ra, đúng không? Tại sao không có ai đi đi bằng cái con đường ấy đi vào Úc? Thử vào xem. Thì mình nghe thấy rất nhiều người nói là phải đưa tiền, phải trả tiền, trả tiền cũng đúng thôi, biết chưa? Chẳng qua là nếu trả ít á, thì chẳng qua là chính quyền người ta thấy hoặc là gì người ta thấy thương hại, người ta cho hoặc người ta giúp đỡ thôi. Còn đáng ra là bình thường là như thế này, ví dụ như là một người dân bình thường mà xảy ra bị ai giết đó, bị ai giết xong rồi bắt được cái thằng nó giết đấy, xong đưa ra tòa trục tội nó, xong bắt nó phải bồi thường này kia các thứ,
Còn bây giờ nước này với nước kia mới lại ba mươi mấy người này là đi phạm pháp vào nước người ta rồi, không có cái gì bằng chứng gì mà bọn anh cốp lý do tại sao nó phải làm như thế. Nó làm như thế để nó tống khứ ba mươi mấy cái thi hài về về cái nơi đó, nó không phải mất tiền, đúng không? Cho nên nó phải làm ra như thế để nó đưa những cái thi thể đó về về nơi cái quốc tịch đó. Bây giờ mấy cái người mà bị mất con ấy cứ nói là bị mất mất bị chúng nó bắt cóc hay là như thế nào á, thì chúng nó phải lôi cổ, nó phải tìm cho bằng được cái bọn buôn người ra để nó xử lý cái bọn đấy, đúng không? Ngay từ lúc đầu mình đã nói rồi, đây á cứ ầm ĩ lên là ô tôi đưa tiền đấy, tôi đưa tiền đấy, tôi muốn đi rồi tôi đưa tiền cho chúng nó rồi tôi quyết định cho sang Anh Quốc. Thế là trong cái đầu mình đã phạm pháp rồi, mình nhảy vào cái đất đất Anh Quốc đấy là phạm pháp. Bây giờ phạm pháp nếu mà còn sống thì nó tóm cổ nó cho vào tù, đúng không? Hoặc nó trục xuất. Nhưng mà bây giờ chết rồi, bây giờ làm sao? Bây giờ các người đi là do các người quyết định, các người sang đấy làm ăn phi pháp, đi đi tìm tự do. Tự do cái gì? Sang đấy có được tự do không? Sống như chuột cống. Để sống chui sống nổi như thế là tự do à? Hả? Nó chúng nó vì tiền thì mấy cái thằng linh mục anh cẩu gì đấy câm mồm đi, chúng nó vì tiền hết à? Nếu mà không vì tiền sao cái con cái gì Trà My nó sang Nhật nó không ở Nhật luôn đi, nó tự do nó sao nó không ở Nhật luôn đi, rồi nó sang được Pháp đang sang sang được Bỉ sao nó không trốn luôn ở ở Bỉ ấy, xin tị nạn đi đó. Tại vì sao? Tại Anh Quốc có quá dễ chứ, nhân đạo cái mà bố chúng nó muốn những cái người nô lệ vào đấy làm cho nó, tại vì những cái công việc đó dân đó của nó không làm, không làm rồi những cái công ty đấy bây giờ nhá, những cái công ty nếu mà cứ cứ mướn người vào làm mà trả cái lương rất là cao theo như ở đất nước đó, thì cái người người ta mở cái tiệm đấy ra người ta không có buôn bán được, người ta không có lời đó. Cái cách đấy là một cách gián tiếp để giúp cho những cái cơ sở làm ăn của cái đất Anh Quốc đấy, cho nên nó mới làm có những cái lỗ hổng để cho những cái con chuột đấy chui vào đấy, hiểu không? Chứ không có nhân đạo cái gì hết, nhân đạo cái mà cụ chúng nó. Rồi những cái người mà người ta buôn bán, người ta buôn bán rồi người này kia các thứ, người ta lời nhiều, người ta lời nhiều người ta lại đóng thuế cho cái chính phủ đó, hiểu chưa? Rồi cho những cái thằng nó gián tiếp nó cho buôn trồng cần sa rồi này kia các thứ, nó có tiền nó lại sử dụng ở trên cái đất nước ấy, nó lại mở ra cái hãng này xưởng kia hay là cái tiệm này tiệm kia, thì cuối cùng á lời vẫn là cái thằng thằng chính phủ của nó, đúng không? Chính phủ của nó vẫn lời. Bây giờ nó buôn mấy cái thằng buôn bạch phiến ấy, nó mua xe mua cộ mua nhà mua cửa, đúng không? Nó có nhiều tiền mà, thì nó sống ở cái đất Anh đấy chẳng hạn, nó mua nhà mua cửa, nó buôn bán nhà đất, nó buôn này buôn kia, nó làm mà đằng sau nó là phi pháp, nhưng đằng trước nó là làm hợp pháp. Hợp pháp thì phải đóng thuế cho nhà nước. Thế nếu không có những cái thằng đấy thì làm sao mà cái chính phủ đấy nó có nhiều thuế được? Nó phải làm như vậy ạ. Cho nên là mọi người á đừng có lúc nào cũng nhìn cái bọn bọn Tây như là Jesus mẹ ôi ơi Chúa, hiểu không? Mình phải nghĩ ra nó dùng mình để làm nô lệ cho chúng nó, hiểu chưa? Nếu không thì chúng nó không bao giờ nó được vào cách ngon lành như thế. Sao hôm nay ông mỗi mình đọc thoại mà không có ai nói năng gì cả, đang áp bạn gì bạn nào cũng thế, mỗi người cho một ý kiến đi xem nào, suy nghĩ gì về những cái người đó đi như thế nào.